Nãy con vô con gặp thầy mà con không thấy thầy. Ổng chắc đi đám gì đâu nữa không? Đây nè mọi người, đây nè, cái này là xương nữ hay xương nam cơ chú? Xương nữ. Nhiêu tuổi chú? 76 không? 78. Đây ngồi đây là xương người thiêu xong mà nó còn gì ha. Bà này sao ít xương quá. Cái này là ít ta chú. Ít. Bà này cái bệnh gì đó, gã xương hết trơn. Đây, đây là cái dĩ này là để cái hòm lên trên cái đó xong rồi phải không? Rồi cái mình nó cháy hết rồi cho với cốt với xương á, xương mọi gớt đây nè, với cho cái đổ vào đây rửa mọi người, xịt nước rửa rồi lựa ra. Đây chắc nãy mình vô mình gặp một ca hả mọi người. Cái dĩ sắt này là dĩ sắt này là thầy hồi nãy nó nói hiểu được 12 cái mười mấy cái hàng đó là nó hư một dĩ sắt này ha. Nó hư dĩ sắt này. Rồi còn bên đây là dĩ sắt, hai dĩ sắt này là thầy mới làm đó ha mọi người, mới đặt làm ha. Một dĩ gì là làm một chữ mấy dĩ này ha mọi người. Chữ mấy dĩ này. Đây nha mọi người, bây giờ thầy đang ấy cốt, vậy là xong rồi hả thầy? Rồi nó có cái gã ra hết luôn mày. Dạ. Đẩy vô ha. Rồi mình độ củi bao nhiêu khúc mới cháy hết không thầy? Mình biết chứ. Biết ha. Mà nghề gì nghề có nhiều đó không biết mới tự dẫn à. Cái này chút xíu rồi có ta trên ra chuẩn bị tới. Chuẩn bị tới. 2 giờ. Đang bóc ngoài. Đang bóc ngoài. Ý là đang người ta đang đang bưng lên ha. Mà kia đang chuẩn bị. Ừ. Tủ cái đồ mà. Đang nãy chạy ngang thấy không? Dạ. Nãy qua Hạ Tân Mỹ không? Dạ. Đang dọn bàn thờ đây đó. Ừ. Ồ, nó đánh phá hoàng. Dạ đúng rồi. Đây là khi mà khi xong thì cao cốt mình được trên đây mà cái gì? Mà mình ký con người mình bự mà còn nói cái gì rồi trong cái gọi là cái bà này cũng lớn tuổi rồi ha. 78 rồi. Xương riêng rồi thì cho đi. Chú làm trong đây hàng ngày luôn ha mọi người. Có ca hiêu là chú làm chú hiêu ha. Cho nó gớt cái trò chứ hả chú? Không có, bởi vì nó khôn. Cái này đường bà là đen, là đường ông trắng hay sao chú? Cũng vậy á. Cũng ghen hả? Cũng vàng vậy. Cái này lọc ra hả mừng? Cái lồng nước này nó xương đầu. Cái đó xương đầu đó hả? Ống giò nữa không? Nhìn đi. Chú sơn. Tâm quá. Chú làm này chú không bao tay gì chứ? Ồ, khổ nhóc rồi. Mà quen rồi. Đau vậy. Chắc bụi cho gì chắc bụi thì ai cũng vậy hết.
ai mà cũng phải chết một lần. Mẹ lọt dưới hả, cho nó giải không mà bụi cái này nữa khối bụi bụi á. Đậu lên đầu để cho xương đầu lấy ra để trên ha. Không đầy cái này là chú làm gì, có khi nào đầy cái hũ không chú? Có không. Người đầy hũ không? Không đây, còn đây là cái hũ người dân tộc. À, cái đó, đó, đó mua để cho nhỏ đó, hồi nó đốt nhỏ đó. Đó là hũ mới đó. Dạ, dạ, mới mua. Hũ mới là của cái chị kia. Cái này chuẩn bị xuống. Chuẩn bị xuống đó, hồi cái hũ người dân tộc hết mọi người. Khmer, Khmer. Khmer. Hai cái khác nhau ha. Nó khô cái này dính. Cái này là ai ăn cái gì? Bà ngoại của anh. Bữa nay mình được thấy lần đầu tiên hết mọi người. Đây cũng lần đầu tiên thôi. Anh cũng là lần đầu tiên ha. Là bà ngoại của anh ha. Cái đũa thoát nha. Tại vì nó khô. Đúng không? Khô rồi nó bít. Trời ơi. Ừ. Đây. Cái hũ cho cốt là một chút nó để cái chị kia ha. Để cái chị mà đó. Bị chồng giết mọi người. Sửa soạn là 2 giờ là đem vô đây ha mọi người. Quá bớt quá lớn. Cái này anh đem về nhà ha, để trong chùa luôn ha. Đem chùa luôn ha. Đa số là cái này để chùa hết. Đi chùa không? Đi chùa ha. Đã thiêu là đem chùa, không ai đem nhà. Dạ. Dừng chút nữa anh đem qua bên cái chỗ bên kia, cái khu. Đem về nhà. Trên nhà ha. Về nhà đem đi chùa. Dính sưng ha. Ủa, cái gì vậy? Đây, đây chú. Đây, còn trắng, băng keo nữa, nó còn ướt. Đây, là làm cái ngồi rồi hết. Đủ mùi thâu hết. Lo cho nó sạch sữa. Vậy chụp hình gắn vô nghe. Dạ có. Ừ. Biết không, biết chỗ nè. Chỗ này chỗ chụp hình để hình này, chỗ này chỗ để tên. Hồi nãy con vô chuồng thấy quá trời. Thấy chưa? Nó khó móc chết nó dính một cái là rồi. Chú ấy xong rồi chú cắt khúc kẹp lên nè, là nó không dính. Kẹp cái bẻ đầu không đó. Bẻ đầu á. Cái này mình bảo hiểm từ đây tới nhà. Ủa, về nhà mình gỡ băng keo ra ha. Về nhà muốn gỡ thì gỡ, không gỡ để vậy luôn cũng được, nó đâu có. Cái mỏ nó được. Chú làm trong đây được bao nhiêu năm rồi? Không biết. Không biết. Không nhớ luôn. Hết nhớ. Dạ. Yeah. Chú bao nhiêu người là hỏi chú bao nhiêu người là bỏ đây được không? Không biết đâu. Lần đầu tiên là con mới vô đây là thấy gì đó, với từ ấy giờ cũng muốn tìm hiểu. Em mới trên Đồng Tháp á, nhưng mà nghe cây sao 700 năm tuổi nè. Rồi mới đi xuống đây quay rồi sẵn rồi gặp rồi mình coi luôn. Ở bên kia kìa. Cây sao bên kia 700 năm. 700 năm.
Rồi mình đốt ba cây nhang. Đây không nè, thì bây giờ lấy về anh này lấy cốt và ngoại về ha, thì ảnh đốt nhiên. Mà đất ba ông bà nay có đem bà cụ lên hòa táng, rồi hòa táng xong rồi cho con cháu xin mà thỉnh cốt đem về quê hương ta nha. Rồi bà ngoại tên gì đó kêu bà ngoại về. Bà tên gì đó rồi kêu, kêu ngoại về với con. Bây giờ ngoài đi với con rồi, rồi vậy xong rồi đó. Vậy nó còn ấm ấm vậy đó, có cái gì không cháy đâu. Chính rồi cho ông kêu ăn đây. Dạ. Thấy ăn gì hết tội nghiệp quá. Trời ơi, làm biến gì à. Dạ. Bỏ em vô luôn đi cho nó mau. Tự làm bên lò hiêu, tự làm bên lò hiêu bánh xong rồi về đây là tự biên tự diễn ăn cơm luôn ha. hai chú là làm bên lò hiêu hết mọi người. Chú kia thì cậu của chị Linh, là cái người mà bị chồng giết chết đó mọi người. 2 giờ này sẽ hiêu rồi. Ủa chú, sao cái nồi cơm có cái áo đó là sao chú? Cái này em đi xin cơm. Đi xin cơm hả? Ừ, biết không? Không. Vì em đi xin cơm, cũng đeo cũng bụng vậy nè. Vậy nè. Dạ. Rồi có cái nắp đậy. Nắp đậy hả? Ừ, rồi nó báo cơm về cái mình. Mình đi dài dài mà lộ vậy hả? Dạ. Nhà bốn đạo. Nhà theo bốn đạo mấy người dân tộc á. Dạ. Rồi đi người ta bỏ hả? Hai chú hiêu rồi xong rồi vô hiêu một ca hết mọi người. Thì bây giờ vô ăn cơm sáng ha. Ăn với khô với nước mắm với cải. Hai chú rất là vui vẻ hết mọi người. Trời ơi, vô hiêu đi em ca được 100 ngàn á. Dạ. Trăm ngàn. Trăm ngàn. Trăm ngàn á. Dạ. Rồi nãy cái ca nãy cho người được 50 ngàn cũng được đi. Rồi xong. Vậy là được 150 ngàn. Trăm rưỡi. Dạ. Ôi kệ đi, được nhiêu người ta không cho thì cũng không có gì. Dạ. Tại người ta cũng nghèo á, mình cũng thương nghiệp người ta. Dạ, mình cũng làm phước ha chú. Dạ, làm phước đi. Ừ. Mình nghèo mà có người còn nghèo hơn mình á, phải không? Cái bà nãy là hàng sinh á. Dạ, hàng hay đi sinh chạy hàng á. Đi sinh của người ta ha. Ừ, nghèo quá đó, còn dạ. Không có tiền mua hàng, phải không? Dạ. Ở đây nó là người ta cũng được thiện chứ đó. Yeah. Nếu mà gia đình mình nghèo khổ luôn này, nó không có tiền nghèo là đi ra chạy hàng. Yeah. Nói điện. Yeah. Điện ra xin đó, nó kêu ra trả. Yeah. Cái này mình hiêu rồi. Tối mình ngủ mình có nằm mơ gì không chú? Bình thường ha. Bình thường. Không có gì chứ. Mình thấy mình sợ chết mà hả? Chắc người ta cũng độ mình ha. Người ta độ. Dạ. Thì là trong... Cái dân khơi khơi đâu dám vô đốt. Khơi khơi là không dám vô ha? Không dám vô, sợ. Dạ. Là chỉ có hai chú làm thôi. Ừ. Rồi nhà chú có làm ruộng vườn gì không? Có ha. Ừ, có nuôi bò. Nuôi bò ha. Ừ, tôi đặt nó vô đây, đây mình làm đây rồi xong thì nhà cắt cỏ bò. Dạ. Chuyện nào thấy điện nó nghe chú. Dạ. Chú được mấy đứa con? Thằng mẫu rồi. Nó 29, 28, 29 tuổi rồi. Dạ. Ừ, tôi có vợ chú. Chưa. Chưa ha. Ừ. Dạ. Nên điều đó phải. Ừ.
mặn quá cho mặn này ăn rửa còn dễ không rửa chua nấm chua nấm nấm không làm chua không ăn khó. Ngày nào mấy thầy cũng sẽ xách cái đó đi xin hay sao chú? Đó. Sáng đi dưng không phải đi dưng ha. Ừ, không đi cũng ra lắm à. Dạ. Tử lắm. Dạ. Không đi ra. Sáng mấy giờ đi tới mấy giờ chú? Sáng 9 giờ. 9 giờ đi dưng. Tại vì em thương dùng có 2 bữa à. Dạ. Bữa sáng với bữa trưa à. Qua dạ. 11 giờ, 12 gặp qua 12 giờ hết được ăn rồi. Hết dạ. Được dùng rồi. Là sáng 9 giờ đi tới 11 giờ hả? Ừ, chút rồi hả? Xin chút rồi ha. Ừ, dừng chút. Tối thì chắc mấy thầy ngủ dài dài trên đó quá. Có phòng nữa. Có phòng nữa ha. Ừ. Rồi mà không có cảnh đâu mà. Không có canh. Hồi nãy chú không lấy cải nó chú nấu lên miếng canh á. Miếng canh này biết rửa nè. Không gấp rồi. Rồi ăn lấy no đỡ đói một chút được rồi. Đỡ đói. Dạ. Lấy cái cả 5, 2 giờ, 3, 4, 5 giờ mới gọi á. Dạ. Lên chắc này chú ở đây là tới giờ hiu luôn. Ừ. Giờ ra lò ngủ. Rồi nghỉ chút. Ra ngoài lò máy ha. Ừ. Dạ. Dạ. Mình nằm nghỉ chút rồi chừng nào tới vô thì bây giờ củi đuốc rồi mình sắp sẵn hết rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình có để củi vô chưa? Chưa, đâu để đẩy cái hàng vô mới để củi được. Để đẩy vô trước ha. Ừ.